đoạn tụng kinh của em dân mạng copy đăng đầy trên TikTok rồi nhờ Phong. Đấy, bây giờ anh chị em bạn nè, những người mà đăng cái đoạn clip của tôi lên TikTok, mỗi người mua cho tôi cái bánh coi. Nhìn quả tượng Phật của thầy là biết rồi mà. Đây anh chị em bạn, cho tôi dấn 2 phút quảng cáo cho tôi dấn xíu chị em bạn. Dạ đây, đây bánh chạng nhà em thấy. Trong này, dạ ok em đọc liền, cho em tư vấn cho em đọc liền. Trong này có thịt ba rọi rút sườn, nấm đông cô, hạt sen, tôm khô và 2 cái trứng muối to đùng. Dạ, toàn bộ đây là đậu xanh, nếp ít nhưng nhiều, nguyên cái bánh dày hơn nửa ký, chỉ toàn là nhân không. Dạ, cắt đây là cắt đôi nổi sầu đó. Dạ, đây là cắt đôi nổi sầu. Đây là hình thể của cái bánh cắt ra làm đôi, rất là ngon. Anh chị bạn, cô dì chú bác mời ủng hộ. Dạ, cái hình của nó nhọn nhọn như vậy nè, nhưng mà toàn thể ở đây là nhân không. Dạ, 140 cành một cái, hơn 500 gram. Anh chị bạn, cô dì chú bác, em thấy còn thiếu mấy cái để đi gói. Anh chị bạn, cô dì chú bác thử ủng hộ em một cái chơi coi anh chị bạn. Rồi anh chị bạn nào tôi nói là đăng clip của em đồ nè, trời ơi mấy mình giả bộ mình mua giùm em cái coi. Nhà khoa, em bán bánh ngon nha. Bây giờ chút xíu nữa em sẽ phân tích từ tụng kinh gì đó cho 5 phút quảng cáo nè. Dạ đây là cái bánh chạng nhà em, hình thể là hơn nửa ký. Đây là ba rọi rút sườn ngon, nấm đông cô, trứng muối, hạt sen, đây đó tôm khô đầy đủ. Anh Tính ơi, anh alo cho sư muội cái là có liền anh ơi. Alo cho sư muội một cái có liền Quynh. Anh chị đừng có hồi hộp với em quá anh chị bạn à. Tụi nó nói em là mày nói về thầy tao để mày bán hàng phải không? Đúng rồi. Nó nói đúng rồi anh chị bạn. Dạ nó nói đúng rồi đó. Có tiền ship không? Dạ chị ở đâu? Chị Bảy ơi, anh chị bạn có giao quận 8 không? Dạ kế bên quận 8 giao nha. Anh cho em cái số alo được không? Anh chị bạn 200 mấy người cho quảng cáo chút xíu buổi sáng thôi anh chị bạn. Dạ 140 cành bà rịa, ok bà rịa chừng có 30.000 tiền ship mà chị yêu ơi, hỗ trợ 10k lấy 20k thôi được không? Alo anh nha. Anh Tính cho em số đi anh Tính. Trời ơi, cú bộ em đi anh chị bạn. Ngày mai em phải gói. Mà hôm giờ em gói liên tục quá cho nên bị dồn khách nè. Hôm bữa em không gói thiếu cho nên bữa nay rủ chung. Nhưng mà ngon nha anh chị bạn, ngon nha. Dạ ngon nha. Nhắn tin rồi cho em rồi à. Ok, lát em coi tin nhắn liền. Cứu em. Đó, ngon nha. Không ngon là em bắt đền. Không ngon trả lại tiền luôn, dân chơi. Không ngon là em thấy trả lại tiền. Ở đâu cũng trả lại tiền được, cái đó chuyển lại bình thường nha. Nếu không vừa lòng, Thúy ơi bánh dở quá. Ok, alo em. Nhưng mà em biết anh chị bạn mà, là phải thưởng thức ngon mới nói vậy chứ không chị bạn, chứ không phải là mình chịu chơi vậy. Thấy số chưa? Dạ thấy rồi anh ơi. Em gửi anh Tính lên nha. Dạ đây là 5 phút trôi qua quảng cáo về cái bánh nhà em, cái bánh quyền thoại của nhà em. Dạ bánh này là bánh trạng. Dạ ngon, ngon anh chị bạn cắt đi. Chị ở xa mà giờ không lẽ mua thử một cái kỳ quá. À, hai cái đi chị Dân, em kêu em đem lên. Đem lên, cái chuyện là khỏi tính tiền đó đâu. Chị em mà, em muốn chị ăn thử nên mốt chị đặt. Cho nên là khỏi tính tiền đó. Hai cái đi, em không có tính tiền đi lên đó luôn. Không có, em chỉ tính là tiền bánh thôi. Ngon, thiệt, ngon mà. Đó, ngon nha anh chị bạn. Rồi, anh chị bạn, ước mơ à. Ước mơ của thầy em đâu có đơn giản vậy. Tức là mấy lần em nói với anh chị bạn rồi. Nhưng mà lúc đó là mình không muốn đào sâu thôi ha. Cái ước mơ dữ dội rồi lấy cái này lấy cái kia đi khè thiên hạ để làm gì. Ước mơ dữ dội á là muốn tiến sâu vào trong đó. Thí dụ bây giờ em nói thiệt nha, anh chị bạn biết không, trong cái ban giáo hội Phật giáo Việt Nam mình có bao nhiêu cái ghế, thầy em cũng muốn ước mơ là phải ngồi cận kề cái ghế nào đó để thầy em được múa. Múa theo kiểu nào thế? Là múa theo ý nó, và nó đưa ra những cái lệnh đó, và nó muốn sửa đổi tất cả hết những cái giới luật trong Phật đó để theo cái giới luật của ông. Cho nên không có giảng nha ông nói vậy anh chị bạn, chứ không có cái gì tự nhiên mà đi kiếm chuyện người ta mà giảng như vậy hết. Thậm chí ổng chửi luôn cả những cái con người mà thí dụ như mặc quần xà lỏn mà ngồi ở nhà, giống như mấy chú mấy bác đánh cờ mà ngồi ở nhà là đi ngang, mà nếu như không chào ổng là từ đây tới già tới chết cũng vẫn nghèo thôi. Anh chị bạn thấy độc ác không? Cái miệng của nó không có nói được điều gì tốt anh chị bạn, chỉ là đi rủa chúng sanh thôi. Nhưng mà nói thì nói nha anh chị bạn, nếu mà tính lại hết từ mà Phật tử của nó từ đây mà cho đến nước ngoài nha, đếm không hết luôn, đếm không hết đâu nha. Tại sao mà chú bác là phải đăng bài liên tục hả? Là không bao giờ cho ước mơ nó thành hiện thực. Anh chị bạn không phải là đơn giản vậy đâu. Anh chị bạn nè, đừng có nghĩ là em lên thị nó đơn giản vậy. Không phải. Cái ước mơ của nó sâu xa lắm. Nó sẽ làm cho nguyên thế hệ trẻ đó sẽ đi theo cái tư tưởng của nó. Và cái chuyện đó là phải. Cái chuyện không tà dâm là cái chùa nó có luôn anh chị bạn, đúng không?
cái chùa nó là lộn xộn, một dịch lộn vậy luôn đó, là cái ước mơ nó như vậy, và nó sẽ thay đổi. Nó cho là những chú bác ở trong đó là tư tưởng bị cổ hủ rồi, và nó là phải, ê, em để ngoài kia trong kia có sẵn rồi, là nó là phải làm mới lại, đó là dự định của nó. Cho nên là nào là phải lấy bằng này bằng kia hả, để làm chi hả anh chị bạn, để đi khè thiên hạ. Và cái đó là một cái nền tảng khá tốt để lấn sâu vào trong. Và sau khi nó ban hành những cái luật đó ra thì anh chị vô cùng tin tưởng. Hay là chút xíu là tại vì sao, phải không, là cái lời nói nó có giá trị mà, tại vì nó học nhiều và nó chứng minh được là cái trình độ nó cỡ đó. Thì sau khi nó đăng một cuốn sách nào, có phải anh chị bạn cấm đầu học không, có phải anh chị bạn sẽ cấm đầu tin không? Là tại vì sao, phải không, mấy đứa nhỏ nó thần tượng mà, nó cho đó là một cái vị siêu phàm, hello Phạm Thắng, và ăn học rất là cao, và nó nói là phải đúng rồi, là phải nghe nó thôi, hello Nhung. Cho nên chị bạn biết tại sao ta nói rồi, anh chị bạn, ở trên đời này thầy có thể múa mai quay cuồng, nhưng mà phải cúi đầu trước một người, đó là chú bác mà biết là quéo quéo ông thầy tu. Không phải là phân tích chơi hay là câu like, đó là sự thật, không bao giờ cho nó đi xa hơn được, vì cái ước mơ của nó không gói gọn ở cái đầu láng nó, mà ước mơ của nó nhiều hơn. Nó muốn hả thay đổi cả một thế hệ đó. Cho nên chúng thanh niên của nó có là thiệt, và thề bảo vệ nó là thật. Anh chị bạn tin không, nó có thể nhào vô nó táp mình bất chấp, là để nó bảo vệ cái hình tượng đó đó. Mặc dù cái hình tượng nó vô cùng ảo, không có trình độ. Thực sự mà nói, bây giờ anh chị bạn, cho anh chị bạn xét kỹ ra luôn á, có trình độ em cùi, có trình độ đâu, có trình độ từ vào những bài giảng một, không có trình độ. Những người có trình độ là không bao giờ giảng như vậy hết á. Có trình độ là phải giảng như thầy Pháp Hòa. Tại sao, biết không, là phải đưa được cái thực tế vào cái câu chuyện đó. Chẳng hạn như khi người ta hỏi cái kính này từ đâu có cái kính để làm gì, thì người ta phải nói không, cái nhà sản xuất cái gọng kính, cái gọng kính là nó làm bằng chất liệu gì, sau đó là cái trồng kính để làm gì, trồng kính nó có nhiều loại chẳng hạn, ở cái đó là ở đâu ghi thầy đó, ở trong đó đó, ở trong cái niêm yết đó là nó có vậy. Còn nói giảng là phỏng phỏng thôi anh chị bạn, là những cái gì nói giảng là phải theo ý nó, nó rất là thâm độc. Cho nên chị bạn cũng nghĩ là người ta tu mà sao phá như thế, không có phá đâu anh chị bạn. Nếu mà báo công thương mà đăng liên tục, anh chị cần lưu tâm, rồi kéo rẹt rẹt, nghe ghê, ê răng, kéo nhẹ tay thôi bạn ơi. Đó anh chị bạn, là nó như vậy, anh chị bạn cứ để ý em nói. Xong mà cô gì chú bác nào lớn tuổi hơn em, tự đi tìm tại sao mà nó ra nông nổi vậy. Và em đố anh chị bạn, tại sao mà sụp đổ hình tượng hả? Trời ơi, sụp đổ hình tượng là do tới rồi, là gọi là thuyền tới bờ rồi, ắt có bến, và bắt buộc phải cập bến. Dù nó không thích, nó vẫn phải cập bến. Nó không thích luôn á, dù nó là chạy tứ tung quay cuồng luôn, nhưng cũng không được. Là lý do tại sao không? Em đã nói rồi mà, cho mày cái quyền nói, cho mày chút xíu tiền, nhưng mà mày không được lộng quyền, đó là sự thật. Cho mày ở Việt Nam, mày múa mai quay cuồng, mày làm đủ thứ trong đó rồi, nhưng có một giới hạn mà mày không biết được, đó là cái lằn ngang này nè, là cái danh giới của cuộc chơi đó là mày không được chạm qua. Tất cả những con người ở đây muốn chạm vào cái danh giới đó, đúng không, đều gãy hết. Giờ anh chị bạn tự hình dung hình nền, và từ đó tại sao mà ra nông nổi vậy. Có những người chỉ là một chút kỷ luật thôi, nhưng mà tại sao giới nó báo liên tục đăng như vậy, đó là muốn đổ luôn cái hình tượng đó luôn. Nay mà anh chị bạn coi đổ cái sầm xuống một cái, mấy đứa nhỏ là hỏng cẳng luôn, nó sẽ thất thần. Mình cũng đang lo là nó sẽ buồn quá, nó sẽ quá điên quá dại đó anh chị bạn, và nó sẽ cào cấu lung tung. Nếu mà nó đứng lên nó đòi quyền con người nữa, là chắc chắn luôn ba má sẽ mệt, là chắc chắn là chú bác sẽ mời đi uống trà, và chắc chắn là ba má nó sẽ mệt, tại vì ổng huấn luyện nó để làm điều đó mà anh chị bạn. Cho nên em nói thiệt này, để cho nó ngồi càng lâu, cả thế hệ đó là su cà ná hết, vốn cái trình độ của nó là bằng hột mè thôi, nhưng mà nó ca tụng viết thành vậy luôn anh chị bạn, thấy không, đâu phải đơn giản là chỉ lên mạng nói vậy không. Nó cố tình là đi hết những cái đó, nó còn nói được Phật tổ là đơn tính có mà, là giống như là người mẹ đó, người gì đây, hoàng hậu đó, là với vua cha đó không có gì hết, mà tự nhiên cái bụng bự đúng không thầy. Thầy nói mà, thầy nói là Phật tổ đơn tính mà có mà, tính ra là thầy xúc phạm Phật giáo hơi bị nhiều đó, chứ không phải là đơn giản. Hello chị Hồng Baby, tính ra là thầy xúc phạm Phật giáo hơi bị nhiều á, chứ không phải là những cái người mà người ta đi trái với thầy, mà chính thầy là người như vậy. Đúng rồi, hôm chị Thúy ơi tụng bài kinh hôm qua chị thấy lướt TikTok thấy ba người tụng luôn kìa. À đúng rồi, à em cũng không nghĩ là anh chị bạn, cảm ơn chị bạn đã đăng lại bài tụng kinh đó, chứ là vui vẻ thì tụng ra thôi. Hello Min, chứ không phải là cố tình câu like. Nhưng mà anh chị bạn nhìn trong cái vế em nói đi, em đố anh chị bạn cuối cùng cố sửa để làm gì? Nó phải đơn giản bao nhiêu con người anh chị bạn thấy ở đó đâu, nhưng mà nó có cả chúng thanh niên từ đây ra ngoài bên kia lận,
và cái ước mơ của nó dữ dội lắm chứ không ai gói gọn ở đây. Nếu anh chị bạn nào, cô gì chú bác nào lớn tuổi hơn em, học nhiều hơn em, hãy nhìn cho kỹ vô đi. Nếu không cho nó tuột xuống, đúng không, là nguyên cái thế hệ mà con cái anh chị bạn đó, nếu mà tu ở chùa đó là xuất ra hết, xu hết, không có đứa nào gia hồn gia vía gì hết. Nó đâu có coi cha mẹ nó là nhà là gì đâu, nó chỉ coi là ông thầy nó là quan trọng thôi. À, cái kính em mua ở đâu hả? Dạ em đi chơi em mua ở đâu, quên mất tiêu rồi. Mà ai cũng phái nè, thầy thích cái đó hơn kinh Phật. Dạ bình thường thôi anh chị bạn. Em tụng bài mới cho anh chị bạn nghe coi anh chị bạn là giống như cái câu của Ngốc Tử nói không nha. À anh chị bạn, lỡ bị ghét rồi thì mình cho nó ghét luôn đi anh chị bạn, không sao đâu. Dạ, tại vì em cũng thích chơi trò chơi này mà. Trò chơi này nó cũng bao gồm trí tuệ đó anh chị bạn, chứ không phải chơi không không mà có đâu nha. Không có đâu anh chị bạn ơi. Cái gì nó cũng phải là, nếu mà phân tích được tới đó rồi. Em đang nói nhà họ thích hả? Dạ đúng rồi. Chứ em đâu nói ông thầy nào. Em đâu có ở không nói ông thầy nào. Em chơi đúng một đề tài của ông thầy đó thôi. Dạ tại vì em thích đó. Thì nói trên live luôn anh chị bạn, đừng buồn em. Em thích nha. Ê đúng rồi. Em thích nói ông thầy kêu cúng dường rồi đó. Không? Và nếu mà nói hạ hỏi thẳng luôn là nếu mà thấy cảm thấy cái vấn đề nào là phức tạp nhất, dạ nói về thầy Thích Chân Quang đi, là cái vấn đề học tập của thầy là con thấy phức tạp nhất. Dạ con, nếu mà con được đề nghị là đề nghị hội Phật giáo là cho thầy nghỉ giảng lâu hơn, vì thầy giảng rất là tào lao, con nghe không hiểu mẹ gì hết. Dạ. Dạ miệng thầy rất là ác, chuyên đi giũa chúng sanh không, đây là con nói vậy luôn đó. Dạ được không? Con là người, con nghĩ là cái quyền công dân của con là con được nói vậy đó. Là con nghĩ là nếu mà cho một người như thầy đó, mà trong hội Phật giáo mà giảng hoài đó, thiên hạ này sẽ bất an. Vì những cái thầy giảng hoàn toàn, nó không có kiểm chứng. Không có kiểm chứng, toàn lời nói của thầy thôi. Nhưng mà nghiệp báo của thầy đưa ra là nó quá ư là không có cái gì mà chứng minh được. Đó, nói vậy luôn đó. Dạ thích nói thì nói à. Em mà kệ thầy hoài, tụi nó tổ chức mướn giang hồ, hốt em luôn. Dạ hốt đi, đang rảnh. Đang thất nghiệp, hốt lên chị bà. Hốt mà có hốt là hốt lẹ lẹ. Dạ, hốt lẹ lẹ. Hốt xong mà ngày mai là báo chí đăng đầy. Dạ, hốt đi. Cho anh chị bạn, không phải trên đời này ai hốt ai cũng dễ anh chị bạn. Không? Ai cũng có má hết. Không? Ai cũng có má, dân chơi có má lo. Hốt em đi anh chị bạn. Hốt em đi rồi má em hốt lại nó. Má em là giờ nó đầu láng chỗ nào chứ má em hốt nó cũng láng luôn. Thì hốt em đi rồi má em hốt lại nó cho. Cho anh chị bạn. Cái quyền sinh sát của má em hốt nó lại giùm cho. Dạ. Hốt em đi rồi má em hốt nó. Đây này anh chị bạn, con một nè. Hốt đi rồi má em hốt lại không? Chồng con tôi chắc không hốt lại đâu. Dạ. Hốt lên chị bạn, hốt thử chơi nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Nhắm chụp hình lại xong mà muốn hốt đâu đó hốt. Tự nhiên. Dạ đợi em ra đường đi hốt nha. Không? Được không? Đó, tập trung đi chị bạn. Được, trên cuộc đời thì đừng ai đòi hốt ai hết á. Không? Để chú bác hốt đi. Chứ không ai hốt ai nổi đâu. Vì mình hốt mình thua mình phải chung đó. Mình chung mà nếu mà có tiền chung đậm thì được nha. Không có tiền chung mà bên đây người ta không bãi nại thì mình cũng gãy như thường đó. Đừng có nghĩ là trên đời này mình lên mạng xã hội là ai mình có quyền hốt đâu. Em cũng vậy á. Vì trên đời này có nhiều người dữ hơn em nữa, cho nên là chúng ta đừng nên đòi hốt ai hết á. Anh chỉ thích cúng dường đỉnh nhất của thầy thôi. Dạ, muốn hốt mà sợ nên thôi. Thôi nghĩ đi, đừng hốt. Tại vì mình em còn xương không à. Xương không à, không có thịt, cho nên đừng hốt. Hốt về mất công thêm. Dạ. Nếu mà em chết rồi em mà là con ma rồi đó, em cũng lết lại nhà em kéo cả gia đình đi chung nữa. Em nói thiệt. Nhưng mà nhớ thì lết như em vậy đó. Em mà chết quan chết đất rồi, em thề danh dự luôn. Em lết về nhà, em kéo hết nguyên gia đình. Em kéo đến từ thời mà vợ mà đang mang bầu em cũng kéo đi luôn. Em kéo hết nguyên gia đình luôn. Tại vì cái nết em như vậy là em chết đó, em sẽ sống dài lắm á, là không thể nào đầu thai được. Mà em sẽ lết lại từng nhà mà nó làm vậy xong mà em sẽ kéo nguyên gia đình nó đi chung luôn. Và đến vợ nó có bầu em cũng kéo đi luôn. Tại vì đó là cái nết của em mà. Nếu mà em chết quan chết đất là em sẽ như vậy đó. Thì giống như mấy bà sư cô đồ láng vậy đó. Bây giờ bà đội mồ sống vậy, bà ngồi bà ra rã là thầy hấp diêm bà đó. Và tự nhiên cái bụng bà bự lên đó. Dạ đúng rồi. Tự nhiên cái bụng bà bự lên đó. Mấy bà sư cô dần dần đó. Cho nên là tụng bài mới này cho anh chị bạn nghe nè. Là cái vế là chính xác luôn đó. Với là đang diễn ra đúng không chị Trắng Mây? Dạ tự nhiên đâu có ở không mà để cho người ta hốt được chị. Trời ơi, trước khi chết thì cũng phải cào phải cấu rồi chứ anh chị bạn, đâu có dễ. Ai cũng có má đẻ ra mà, đúng không? Đó. Đó. Nhất tâm đành lễ thầy luôn, còn gì cũng đó mà cho vui lòng thầy. Nửa chữ thì cũng là thầy, mà nữ mà chữa thì cũng là thầy luôn.
chữa nữa thì cũng tìm thầy, mà chưa được chữa thì cũng đi tìm thầy. Học nhiều mà không hiểu bao nhiêu, lịch sử mà chưa tỏ mà cũng đi làm thầy. Chuyên môn mà ăn ngủ cúng dường, mà lên gia giảng đi hành chúng sanh. Tối ngày mà nghiệp báo lung tung, nói đi nói lại thì cũng kêu cúng dường. Thầy ơi con lại ông thầy, thầy thấy ai đẹp đẹp là khen thôi rồi. Hà bá mà còn lấy vợ mà, cho nên chưa chữa thì đi mà tìm thầy. Nửa chữ thì cũng là thầy, mà chưa được chữa thì cũng đi tìm thầy. Học hành thì chẳng giống ai, 2 năm mà tiến sĩ hỡi ơi ông thầy. Cạn lời mà không biết nói gì, thôi thôi xuống núi cho rồi mà yên thân. Dạ hợp lý, đúng người đúng thời điểm, hợp lý. 2 năm học gia tiến sĩ rồi đó, hợp lý. Dạ đang hợp lý. Dạ nhà ráp mà em biết tới chị, nhờ ráp mà em biết tới chị ở đường Nguyễn Tiến, hợp lý. Anh Diễm Bảo không thấy hợp lý hả? Nè, nhất tâm đảnh lễ thầy luôn, còn gì cúng đó mà cho vui lòng thầy, thì còn có mẹ gì cúng cái đó, còn cái thầy gì cúng cái thầy nè. Mấy bà sư cô đó đang nói với mấy bà sư cô là dạ còn cái thầy cúng cái thầy đó không, mà nửa chữ mà cũng là thầy thì cũng cạo đầu láng mà vô mày tu mà, đúng không, đúng không? Mà nữ mà chữa thì cũng đi tìm thầy đó. Mấy bà nói mấy bà bị hấp diêm gì bụng, mấy bà tự bự lên gì tùm lum tà la đó, ai biết, đúng không? Mà chữa nữa thì cũng tìm thầy, mà chưa được chữa thì cũng đi tìm thầy. Dạ đúng rồi, thì bây giờ mày học có chồng mà, bây giờ mày chưa được, mày chưa chữa lành tâm hồn được là phải đi tìm thầy thôi. Dạ tại thầy với mày tu chung mình hai đứa biết, đúng không? Mà học nhiều mà không hiểu bao nhiêu, mà lịch sử mà chưa tỏ mà đi làm thầy. Việt Nam nào là em, Trung Quốc nào là anh, đúng không thầy? Nửa chữ cũng là thầy của thầy đó, học có nửa chữ mà đi giảng tùm lum đó là nó như vậy, đúng rồi. Tối ngày nghiệp báo lung tung, nói đi nói lại thì cũng kêu cúng dường, không đúng hả thầy? Như thế nào không đúng đâu, đâu thầy ơi, mà con lại ông thầy, thấy ai đẹp đẹp là khen thôi rồi. Chính ơi, Hà Bá đẹp là phải cho giống Chinh, là Hà Bá mới chịu nha. Dạ Hà Bá mà còn lấy vợ mà, cho nên chưa chữa thì đi tìm thầy, chưa chữa được thì đi tìm thầy mấy chị nè, đúng không? Mà nửa chữ thì cũng là thầy, mà chưa được chữa thì cũng đi tìm thầy. Dạ bụng tự bự lên nè, giống như là xuyên tâm bóp trên 500, bóp dưới 500, bụng tự bự, đơn tính bụng bự, ăn tàu hủ chứ mà bụng bự thôi. Dạ mà học hành thì chẳng có giống ai, mà 2 năm mà tiến sĩ hỡi ơi ông thầy, 2 năm nào được ra tiến sĩ anh chị bạn? Trời cay thiệt, nhưng mà cạn lời mà không biết nói gì, thôi thôi xuống núi cho rồi mấy má ơi. Dạ định khuyên mấy má sư cô đầu láng đó làm suy nghĩ lại đi, đúng không? Nếu mà không được cái bằng là thị tẩm đó, xuống núi thì mấy má xuống núi đi cho xã hội được nhờ, chứ mấy má già rồi mấy má đi tu chứ mà mấy má hô mấy má bụng tự bự lên là sao? Rồi mấy má chơi cạo gió chung đồ thế ghê vậy, ăn nó tu hành gì kỳ cục vậy anh chị bạn? Thấy gớm, thấy gớm. Mà bè lập thanh cao, trời ơi, ước mơ của nó là bá chủ võ lâm, nó còn hơn thầy ông nội ở dưới là thiền am bên bờ vũ trụ. Thiền am bên bờ vũ trụ mắc quá là con cái ta trong nhà ta hốt qua hốt lại thôi, gọi là hốt của chung, hốt qua hốt lại mình tạo nó ra rồi mình hốt nó, rồi ví dụ hốt qua hốt lại gì đó giờ đẻ ra rồi mốt rồi có giống mới là hốt tiếp. Còn cái này là nó hốt khắp thiên hạ luôn mà, nó đâu có chừa ai. Mấy bà sồn sồn trẻ trẻ già già gì vô xào hết, bóp trên 500, bóp dưới 500, bóp đều đều. Dạ ai cứ vô là vậy đó. Ừ, con ơi bữa nay con đẹp quá con ơi rồi đó. Dạ con ốm quá con ơi rồi đó. Dạ thế rồi chị Ngọc Hải cười dữ vậy, sáng sớm chị bạn vui dữ vậy. Hôm nay không gửi xe bóp kìa, đi gửi xe à? Cái này Bình Thạnh nè, gần hả? Gần hả? Hả? À, gần thôi, ông thầy muốn làm vui mà chị, đúng rồi. Anh chị bạn không có đơn giản nha. À, nó không phải là muốn vô cái vị trí nào ở trong của mình, nhưng mà là nó là muốn trong hội Phật giáo đó, nó là sẽ làm cái gì lớn lao, và từ nó sẽ thay đổi những cái điều lệnh mà xưa giờ mình trong đạo Phật mình có. Nó đang dự trù như vậy đó anh chị bạn. Cho nên là trong ban giáo hội Phật giáo đồ người ta sẽ không có cho cái này đâu, người ta không có cho cái loại này nó tồn tại lâu dài được, cho nên là nó sẽ bị hoài hoài hết. Ta so cái này tới cái kia anh chị bạn thấy không? Cái vấn đề học vấn đâu phải đơn giản anh chị bạn, nó phải anh chị bạn muốn so là được. Nhưng mà tới báo mà con ta còn nói anh chị bạn thấy chưa, là anh chị bạn coi kỹ rồi đi, cái nết nó cũng quá trời quá đất rồi, đừng có cho thể loại này mà nó ăn nó giảng hoài anh chị bạn, sẽ hại nhiều bà phụ nữ lắm, thiệt hại nhiều bà phụ nữ lắm. Mà nửa chữ thì cũng là thầy, mà chưa được chữa thì cũng đi tìm thầy. Ông muốn làm bổn sư Thích Chân Quang đó. Dạ đúng rồi, cũng khó nói lắm mà, xây cái tượng y chang mình vậy đó, có chùa nào mà xây cái tượng, cái đó là phạm thượng, theo như Phật giáo thì gọi là phạm thượng, dám dí mình tạc tượng mình ngang ngửa như Phật tổ, gọi là phạm thượng.
chúng sanh không có quyền như vậy. Phạm thượng là sẽ bị Phật phạt, cho nên suốt cuộc đời đã không bao giờ được người ta tôn kính nữa. Thấy lập cái tượng không? Mắm dố già dồ, xé cái tượng nhìn thấy mắm dố rồi. Dạ đúng rồi, xé cái tượng thấy mắm dố rồi thiệt. Không biết mà đẹp đẽ cỡ nào, xây lên cái tượng cái nhìn vô phản cảm vô cùng. Để mình nhìn kỹ là có đẹp chỗ nào đâu đẹp anh chị bạn. Đầu thì hẹp, hai ngạnh đây nè. Đầu thì hẹp, hai ngạnh như hai ngạnh cá chê vậy thế. Đầu thì hẹp, vô đây có nhiêu đây thôi nè. Khúc chán này có nhiêu đây, tồn bao nhiêu đây là ra. Đầu hẹp, chán hẹp, không vốn không thông minh. Nói thật thật, anh chị bạn nhìn cho kỹ đi. Vốn không thông minh, chán không tròn đều, vốn không thông minh. Tay chưa đủ dài nữa, phước đức chưa đủ. Hello. Cái lối mẹ kìa coi. Đi cáo mày luôn à. À đi tê hệ mẹ coi. Cái gì? Ủa chìa lạp xưởng tôm này vậy. À dứa 350k. Hello. Anh Dương, ăn gì anh Dương? Ăn đi. Dạ vậy tội lắm. Hello Hùng Nguyễn. Ừ, thì em nói vậy anh chị bạn coi. Nếu anh chị bạn cho là em thấy à, hết đề tài chơi. Em thiếu đề tài chơi anh chị bạn. Bạn đang nói thầy nào vậy? Tôi nói à, mấy ông thầy mà thích cúng dường. À tôi nói à, vấn đề của thầy Trân Quang học 2 năm làm tiến sĩ. Nên chị tưởng em dám nói à. Anh chị bạn khỏi hỏi em chi nhiều vậy. Không thông minh sao lấy được bá tánh mấy trăm tỷ em. Đó là bá tánh tự cho anh Dũng đời. Đó nè thấy không? Bắt thang lên hỏi ông trời. Có tiền cúng dường có đòi được không? Ông trời ổng nói là không. Ai kêu mày cúng giờ mày đi đòi. Em vừa chiên cá vừa xem chế tài à. Cô Thúy Nguyễn bản lĩnh hiểu được Phật pháp nhiều người như ánh sáng được lan tỏa. Là em là ai cho em nói ở mày câu lại thế? Dạ câu lại. Anh chị bạn có thể thần tượng chứ em đâu có thần tượng từ xưa giờ lận. Nhưng mà nó thấy sái là nói à. Trời ơi chị bạn đầu hẹp vậy nè, anh chị bạn nhìn cho kỹ nha. Nè, từ đây tới đây có nhiêu đây? Rồi bắt đầu nè. Hai ngạnh này có nhiêu đây? Đó. Đó, anh chị bạn nhìn đi. Nè, chặt gốc có nhiêu đây nè. Đó. Hẹp té luôn. Hẹp té luôn. Có người hẹp lượng. Ăn của người ta được chứ chưa người ta chưa ăn mình.